nhẹ sang nhường chỗ cho Inha ngồi. Anh ta bắt tay Inha bảo mình là Song Thu, nhưng trong lúc đang ngủ tự nhiên quản giáo và gọi Song Thu ra ngoài. Inha thấy tò mò hỏi tên nằm bên cạnh nhưng hắn không cho biết, tức giận Inha dựng đầu hắn dậy đánh cho sảng hồn. Tao đang cư xử cho năm cuối cùng nên mày đừng chọc tao. Còn Su On đang cầu nguyện cùng các sơ. Sau đó cô ra ngoài chơi bóng cùng bọn trẻ thì sơ đi ra gọi cô bảo chỉ còn thời gian ngắn nữa các con sẽ kết thúc thời kỳ thực tập của mình và chuyển sang thời kỳ giám sát để chuẩn bị cho lời thề cuối cùng cho cả cuộc đời. Năm đầu tiên thời kỳ giám sát các con sẽ hạn chế các hoạt động bên ngoài. Sau thời kỳ giám sát và tuyên thệ các con sẽ trở thành nữ tu. Sau đó Su On ra biển nhìn về xa xăm. Lúc này bố mẹ Jung Won đi dạo có ý định mua lại toàn bộ mảnh đất của thư viện để xây dựng khách sạn. Còn Jung Won đang ngồi chơi bài ở Las Vegas, nhưng anh luôn chăm chú nhìn cô gái sắp bài. Mặc dù vậy anh vẫn thắng rất nhiều, thế là họ cho người thay cô. Khi cô ra về Jung Won chạy theo chặn cô lại. Anh đưa ra một quân bài trị giá 10.000 đô chỉ cần cô chịu qua đêm với tôi. Thế là cô cho anh cái phát bỏ đi. Quay lại với Inha ở trong tù đang giờ giải lao nên được thong thả đi lại. Anh đứng quan sát xung quanh có gì không biết sẽ hỏi vào tù. Tôi đến như mọi ngày khi các tù nhân đã ngủ, quản giáo lại mở cửa gọi Song Thu ra ngoài. Inha luôn tò mò không rõ có chuyện gì. Sáng sớm khi mọi người thức dậy ra rửa mặt, Inha cây cái mặt đi và nhìn những người sang hình bảo cứ như là cuộc triển lãm ấy nhỉ. Nghe vậy bọn chúng quay lại nhìn anh. Nhưng Inha còn hỏi muốn gì, bỗng nghe tiếng đánh nhau, thế là Inha đi tới xem. Bọn này nhìn cái gì thế hả, mau cút ra rửa mặt đi. Unha định đi ra thì bất ngờ thấy người bị đánh là Song Thu nên xong vào đánh bọn chúng. Lúc này có người báo đến canh tới nên bọn chúng bỏ đi. Inha trách sao các anh lại để xảy ra chuyện vào ban ngày, nhưng Song Thu không cho bảo sau mình bị